Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự của Vote TV. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đăng tải thông tin về những tin đồn liên quan đến việc Mỹ rút khỏi cá voi xanh. Điều mà chúng tôi nghi ngờ là có một động cơ không trong sáng, trong đó mang lại nhiều ích lợi cho Trung Quốc hoặc tung ra những tin tức chưa hoàn toàn kiểm chứng để gây hoang mang trong dư luận. Nhà báo Chu Vĩnh Hải đã giải thích liệu có hay không việc hãng sầu Mobile Action của Mỹ Rút lui khỏi dự án cá voi xanh rất giàu tiềm năng thương mại. Nhà báo Chu Vĩnh Hải đã viết trên Facebook cá nhân của mình rằng là một nhà báo có thâm niên chuyên viết về ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam và lại đang sống tại Vũng Tàu. Từ sáng đến giờ tôi tìm đến nhiều nguồn tin khả tín để tìm hiểu một vấn đề nóng là có hay không việc hãng dầu Mobil Exxon của Mỹ rút lui khỏi dự án cá voi xanh rất giàu tiềm năng thương mại. Tất cả các nguồn tin của tôi đều không có thông tin gì về vấn đề này. Vào lúc 14 giờ chiều nay, tôi vào trang web của Mobile Action Việt Nam và thấy trang web của hãng này vẫn giữ nguyên các hạng mục về dự án cá voi xanh. Nếu Mobile Action rút khỏi dự án khí đốt cá voi xanh, họ sẽ rút đi theo cách nào? Cách thứ nhất, Mobile Action sẽ bán một phần hoặc toàn bộ 64% số cổ phần mà họ nắm giữ tại dự án này việc sang nhượng cổ phần trong các dự án và dầu khí là một điều bình thường trong ngành công nghiệp dầu khí thế giới nói chung và việt nam nói riêng nhằm mục đích san sẻ rủi ro chia sẻ công nghệ tân tiến với nhận thức đó nếu mobile action bán một phần sở hữu thì đó là điều dễ hiểu nhưng nếu mobile action bán toàn bộ cổ phần thì đó là một điều khó hiểu đến thời điểm hiện tại Mobile Essen là ông lớn bậc nhất trong làng dầu khí thế giới. Hãng này có tầm nhìn dài hạn không bao giờ ăn non hay hài lòng với một món lợi nhỏ sau khi bán toàn bộ cổ phần. Mỏ khí cá voi xanh là mỏ khí lớn bậc nhất Đông Nam Á với trữ lượng ước tính là 6.000 đến 8.000 tỷ mét khối khí, không phải là 15 tỷ mét khối khí như một số trang Facebook đã nêu khai thác khí đốt để bán cho cả bốn nhà máy điện khí và sản xuất phân bón hóa chất vào thời điểm hiện tại có lãi nhiều hơn việc khai thác dầu thô. Vì lẽ đó, không dễ gì Mobile Exxon bán toàn bộ cổ phần của mình tại đây. Mỏ khí cá voi xanh nằm cách bờ biển Quảng Ngãi chỉ 88 km, nhưng lại rất xa đường lưỡi bò phi pháp mà Trung Quốc ngang ngược tự ý đặt ra. Tại sao Việt Nam và Mobile Exxon lại sợ Trung Quốc? là một câu hỏi chúng ta cần đặt ra và có lẽ các vị lãnh đạo của những hãng như thế này cũng không ít lần nêu câu hỏi. Cách thứ hai để Mobile rút đó là hãng Mobile thông báo với các đối tác và nhà nước Việt Nam rằng họ sẽ rút lui hoàn toàn khỏi dự án cá voi xanh. Là một ông lớn, Mobil Exxon sẽ không bao giờ chọn cách này. Vì sao? Vì rằng hãng đã đầu tư nhiều cho dự án cá voi xanh nếu chủ động thông báo rút khỏi dự án, Mobile Action sẽ không được đền bù hay nói cách khác sẽ mất trắng số tiền đã đầu tư. Cách thứ ba, nhà nước Việt Nam yêu cầu Mobile Action chậm triển khai dự án hoặc ngừng triển khai dự án cá voi xanh. Tất nhiên, Mobile Action sẽ làm theo yêu cầu của phía Việt Nam. Và đây là cách mà Mobile Action rút lui khỏi cá voi xanh. Nếu rút lui theo cách này, Mobile Action sẽ được nhà nước Việt Nam bồi thường và đền bù thỏa đáng. Các khoản đã đầu tư các khoản thiệt hại. Mobile Action chẳng mất gì, chỉ có lãi và tất nhiên phần thua thiệt là phía Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, phía Việt Nam và hãng Repsol đã tiến hành thỏa thuận về đền bù và bồi thường cho Repsol sau biến cố cá rồng đỏ. Theo thỏa thuận dân sự sơ bộ này, phía Việt Nam sẽ đền bù và bồi thường cho Repsol mức cao hơn là 300 triệu đô la, nhưng sẽ thấp hơn mức 1 tỷ đô la. Mobile Action nếu rút ra khỏi dự án cá voi xanh theo cách nào? Hay Mobile Action đang tạo dựng những động tác giả để yêu cầu Việt Nam dành cho cá voi xanh nhiều ưu đãi hơn? Hay Action Mobile rút ra khỏi cá voi xanh là tin khó tin? Dù sao, nếu sự việc ExxonMobil rút ra khỏi bãi tư chính, biển đông hay cá voi xanh hay bất kỳ chỗ nào khỏi Việt Nam, thì nó có thể mở màn cho một thảm họa. Khi tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và Mỹ đã có những sự thay đổi, và có thể khi đó người ta nghĩ đến một kịch bản, đó là kể cả những công ty cũng buộc phải làm theo sự sắp xếp của chính phủ trong những vấn đề tính toán lợi ích cho quốc gia và cũng đồng thời cho thấy một chỉ dấu rằng phía Trung Quốc đang có những mồi nhử lớn hơn có thể thu hút kích thích sự quan tâm của các công ty Mỹ. Điều này về tương quan quốc gia có lẽ Mỹ hơn ai hết hiểu vai trò của Trung Quốc. Tuy là một công xưởng của thế giới chỉ biết gia công đồ, tạo ra các hàng giả, hàng nhái, đồng thời có rất nhiều mánh mum, nhưng quả thực không ai phủ nhận được rằng Trung Quốc là một thị trường đầy tiềm năng. Mặc dù nền tảng phát triển của Trung Quốc không hoàn toàn mang lại cho thế giới, nhưng ít điều về hầu bao kinh tế đánh vào đúng dạ dày thì vẫn làm cho rất nhiều người dân tỉnh bộng. Trung Quốc trong suốt những năm qua bất chấp sự lên án của khu vực và quốc tế, ngang nhiên cải tạo các thực thể trên biển Đông, xây lấp và quân sự hóa các đảo nhân tạo. Nước này còn cho xây dựng đường băng quy mô lớn và triển khai trang thiết bị quân sự đến tất cả các đảo nhân tạo bất hợp pháp. Mỹ vào tháng 8 đã triển khai tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đến thăm Philippines và đi vào biển Đông. Giới quan sát nhận định động thái này không chỉ nhằm thể hiện cam kết an ninh của Washington với đồng minh. Sự xuất hiện của tàu sân bay lớp Nimitz còn gửi đi thông điệp nhắc nhở sức mạnh quân sự Mỹ hiện diện tại khu vực để đối trọng với các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Trước bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai siêu cường tại khu vực, giới chuyên gia cho rằng những cuộc diễn tập hàng hải vừa qua với các nước ASEAN đều ẩn chứa hàm ý chính trị. Trả lời tờ Short China Morning Post, ông Zhang Pohui, chuyên gia về an ninh khu vực tại Đại học Lĩnh Nam của Trung Quốc, nói rằng các tính toán chính trị bao trùm cả hai trường hợp Bắc Kinh muốn xây dựng niềm tin chiến lược tốt hơn với các nước láng giềng, gỡ bỏ những sự lo lắng về sự trỗi dậy của họ. Mỹ cũng muốn siết chặt hợp tác an ninh với các nước ASEAN để có thể đối trọng với Trung Quốc. Cả hai cuộc diễn tập hàng hải như hình ảnh phản chiếu cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Tuy nhiên, thông tin về việc Mỹ rút lui khỏi cá voi xanh nó là một trong những chiêu thức mà chính trị gia thường sử dụng qua những nguồn thông tin không chính thống để gợi lên sự nghi ngờ, đồng thời làm đánh mất niềm tin vào một trong những đối tác mà họ đang muốn nhắm tới. Tuy nhiên, người dân có thể nhận thấy, nhưng với các nhà phân tích chính trị thì nhận ra rằng các nước ASEAN không muốn nghiêng hẳn về Mỹ hay Trung Quốc. Điều này khiến các cuộc diễn tập không tác động nhiều về địa chính trị tại khu vực. Ông Giang Bù Hùi nói rằng, ý nghĩa quân sự sẽ hạn chế vì các nước asean về cơ bản không muốn chọn phe nhiều nước tham gia đợt diễn tập này bởi vì mỹ cũng có quan hệ tốt với cả trung quốc và mỹ asean đang bị kẹp giữa mỹ và trung quốc các nước thành viên muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với cả hai siêu cường trong khi trung quốc là đối tác kinh tế lớn mỹ là người đảm bảo an ninh then chốt đây cũng là tình thế khó khăn mà nhiều nước trên khắp thế giới đang đối diện. Chuyên gia Chaturvedi cho rằng, ASEAN giữa bối cảnh đối đầu Mỹ Trung đang muốn chọn hướng đi thực dụng chứ không phải những ràng buộc đòi hỏi lòng trung thành. Vì đặc điểm đa dạng và phức tạp của nội bộ ASEAN với những thành viên có lợi ích khác nhau và các quốc gia có những ưu tiên khác nhau, việc xây dựng một sự cân bằng về lợi ích khu vực gặp nhiều thách thức lớn. Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và kể cả các lãnh đạo ASEAN sẽ kéo lùi khu vực qua và leo lái khu vực vượt qua những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay. Cần được nhắc lại rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc xuất hiện những tin đồn về việc cá voi xanh nó có thể là chủ ý của một ai đó, bởi vì mới ngày vừa qua, các nước ASEAN đã tổ chức diễn tập hàng hải với Mỹ một cuộc diễn tập mang tính tiên phong Báo chí trong nước đã đăng tải thông tin về việc ASEAN muốn cân bằng nước lớn trong diễn tập hàng hải với Mỹ Cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa hải quân các nước ASEAN toàn thể các nước và Mỹ kết thúc sau hơn 5 ngày trên thực địa Các hoạt động do Mỹ và Thái Lan đồng chủ trì diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9 Với sự tham gia của 8 tàu chiến cùng hơn 1.000 quân nhân và các nhân sự từ Mỹ cùng với nước ASEAN khác. Các chuyên gia nhận định diễn tập hàng hải ASEAN-Mỹ là nỗ lực mới nhất của các nước Đông Nam Á nhằm tái cân bằng quan hệ quốc phòng với Bắc Kinh và Washington. Động thái cũng nhằm tránh tạo nên hình ảnh các nước ASEAN chọn nghiêng hẳn về bất cứ siêu cường nào. Trả lời tờ South China Morning Post, nhiều chuyên gia đánh giá đợt diễn tập còn là cơ hội để mời quốc gia thành viên ASEAN thể hiện năng lực quốc phòng của mình tại Biển Đông giữa bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh sức ảnh hưởng tại khu vực. Để có những cái nhìn đầy đủ toàn diện về góc nhìn thời sự trong các sự kiện này, chúng tôi mời quý vị cùng trở lại trong các bản tin tiếp theo của Vốt TV. Xin thân ái cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.